Bờ biển này vốn được coi là tuyến đường biển du lịch năm sao, nhưng gần đây hình ảnh hàng tấn rác tràn ngập bãi biển thường xuyên xuất hiện. Nguyên nhân là do cứ vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ ra biển mang theo rác, cộng với hệ thống cống xả cũng có phần chuyển rác ra ngoài bãi biển gây ô nhiễm, và trong đó phần lớn là rác thải nhựa. Các ban ngành mà không đồng tình góp ý là không chung tay thì thành phố, cái thành phố 40 đi là làm cái gì? Thành phố 40 nhìn lên là rác, nhìn xuống là cấm hôi mùi đó. Thì bây giờ là các cơ quan có thẩm quyền xem xét là Việt Nam có tới hơn 3.000 km đường bờ biển và 112 cửa biển. Đây vừa là lợi thế nhưng cũng là nguồn vận chuyển rác thải nhựa từ đất liền ra biển. Theo một thống kê, mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương gần 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác thải nhựa, chiếm 6% của toàn thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Giải quyết được vấn đề mà ô nhiễm của đại dương ấy, thì dần dần, tức là cái môi trường sống của cá, của tất cả các loài sinh vật dưới biển ấy, nó sẽ không được như hiện nay nữa, và nó càng bị ô nhiễm thì nó không phát triển được, và đến lúc chúng ta không có nguồn để mà khai thác cái hải sản ở ngoài biển. Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng rác nhựa đến năm 2050 ở các đại dương sẽ nặng hơn khối lượng của cá. Điều này khiến các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần cấp bách có những hành động ngăn chặn ô nhiễm trắng trên đại dương. Trong đó cần có những biện pháp thu gom xử lý rác thải nhựa ngay từ trên đất liền. Bên cạnh đó là nâng cao ý thức của người dân khi xả rác bừa bãi vẫn đang là thói quen khó bỏ của đại bộ phận người dân, đặc biệt là tại các vùng quê. Chúng tôi cũng đề xuất ra những cái nhóm giải pháp, nó cũng rất là toàn diện, từ giải pháp thể chế chính sách, từ giải pháp mà khuyến khích động viên, rồi là có cái cơ chế tài chính để mà thúc đẩy cái nền kinh tế tuần hoàn, tức là gia tăng cái tái chế, gia tăng cái tái sử dụng, giảm thiểu cái sản xuất và tiêu dùng nhựa, rồi là cái biện pháp về tuyên truyền phổ biến giáo dục, tại vì cái rác này là nó gắn với từng người, từng gia đình, từng cá nhân. Thưa quý vị, vừa qua khi mà người ta vớt được xác của một chú cá voi trôi dạt vào bờ biển và giải phẫu tìm nguyên nhân tử vong thì tá hỏa khi trong bụng chú cá tội nghiệp này có tới 115 cốc nhựa, 4 chai nhựa, 25 túi bóng, 2 đôi dép tông, 1 bao tải ni lông và hơn 1.000 mảnh vỡ nhựa các loại. Vâng, làm sao có thể sống với hàng trăm ký rác thải nhựa trong người? Sự việc cho thấy rác thải nhựa đang trở thành chủ đề đáng báo động hiện nay. Ngày xanh tử tế, một ngày hội của những trái tim tử tế cùng chung mối quan tâm với lối sống xanh và bền vững. Đến nay, bên cạnh các hoạt động hướng dẫn thu gom và xử lý rác thải điện tử đúng cách, thì ống hút tre, túi xách vải hay là những chai lọ thủy tinh được các bạn trẻ khuyến khích sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa các sản phẩm nhựa một lần dùng. Việc mà mình hạn chế nhất có thể và mình tái sử dụng được nhiều nhất lần có thể đối với các sản phẩm như là túi ni lông, mình không có thể là mình vẫn phải sử dụng nó. Mình không thể nào mình cắt hoàn toàn nó được, nhưng mình phải tái sử dụng nó và mình hạn chế nhất có thể. Thì em hy vọng là các bạn có thể thay thế cái thói quen sử dụng đồ nhựa bằng những cái sản phẩm nó bền vững hơn, sản phẩm dùng nhiều lần hơn, và các bạn có cái ý thức được là nhựa nó đang có tác hại như thế nào đến môi trường cũng như là sức khỏe của chính bản thân các bạn. Chỉ cần một hành động nhỏ sẽ có thể tạo nên những thay đổi lớn. Nhận thức của mỗi người dân có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương. Mỗi một phút có một xe tải chứa đầy rác đổ ra biển. Những con số đáng báo động về rác thải nhựa đang là thách thức với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều này đòi hỏi từng người dân, từng hộ gia đình cần ý thức và thay đổi thói quen tiêu dùng với túi ni lông và sản phẩm nhựa. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin về vụ cháy kinh hoàng suốt buổi tối hôm qua, ngày 26 tháng 12, tại công ty trách nhiệm hữu hạn may Kim Ngọc Long thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vâng, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 18 giờ rồi nhanh chóng lan nhanh, cháy dữ dội vì nhà kho của công ty chứa nhiều mút xốp dễ cháy. Hơn 400 chiến sĩ cùng nhiều thiết bị được huy động để chữa cháy tích cực gần 5 giờ đồng hồ. Đến khoảng 23 giờ khuya, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Theo đó, ngọn lửa phát ra từ khu vực nhà xưởng may và nhanh chóng bao trùm cả công ty. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ đã điều động hàng chục xe chữa cháy, nhưng công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến 21 giờ 20 phút, khoảng 20 xe chữa cháy chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ và quân khu 9 tăng cường. Lực lượng chữa cháy lúc này lên tới hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia. Đến khoảng 23 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Chưa ghi nhận có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ nhà xưởng phía sau công ty Kim Ngọc Long gần như bị cháy rụi và sập.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp tục là một vụ cháy kinh hoàng tại một cơ sở kinh doanh khác. Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng nay, bà Hỏa lại ghé thăm một xưởng gỗ tại Bình Dương. Ngọn lửa ban đầu bùng phát từ kho sơn, sau đó nhanh chóng bùng phát ra toàn công ty, cháy dữ dội. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 12 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lời Oai, chuyên sản xuất đồ gỗ, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Hiện tại ngọn lửa đang cháy dữ dội và lan ra hết toàn công ty rộng khoảng 3.000 m². Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng 12 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ để dập lửa. Do công ty này nằm giữa khu dân cư, bốn phía đều giáp nhà dân và các khu nhà trọ nên mọi người quanh khu vực đều bỏ chạy tán loạn. Các hộ dân đã di dời đồ đạc ra khỏi nhà để phòng cháy lan. Vụ hỏa hoạn đã khiến nhà xưởng bằng tôn của công ty đổ sập, thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc và máy móc bên trong. Bước đầu xác định không có thương vong về người, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, khoảng 8 giờ sáng nay ngày 27 tháng 12, một cơn mưa rất bất ngờ đổ xuống trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, kéo dài gần hơn 2 giờ đã làm cho nhiều tuyến đường ngập trong biển nước. Mưa lớn nước ngập tràn vào nhà đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại địa phương. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường chính của thành phố Bạc Liêu như Trần Phú, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ. Sau trận mưa, nước đã ngập sâu hơn từ 30 đến khoảng 50cm. Hàng chục xe chết máy nằm la liệt trên đường, người dân phải dẫn bộ. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào làm hư hỏng đồ đạc. Cùng với đó là nước ở các cống rãnh tràn lên bốc mùi hôi thối, đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Theo một số người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Phú và Võ Thị Sáu, thời gian qua tình trạng ngập lụt trên hai tuyến đường này là rất thường xuyên mỗi khi mưa lớn kéo dài. Bởi mặt bằng tuyến đường này võng, trũng, hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát dẫn đến ngập. Đến hơn 11 giờ trưa, tình trạng ngập nước vẫn còn xảy ra tại một số tuyến đường. Thưa quý vị, là một cô gái với tuổi đời chỉ hơn 20, thế nhưng lại ngang nhiên chạy xe gắn máy đi mua hàng ngàn bao thuốc lá lậu, sau đó trở về cho mẹ ruột bán lẻ kiếm lời. Tất nhiên, với hành vi vận chuyển, tàn trữ và mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, cả hai mẹ con nữ quái này đã vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Sa Đéc bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Thúy Trang, sinh năm 1989, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, đang vận chuyển 1.500 bao thuốc lá hiệu Z và Hero trên xe mô tô. Thời điểm bị bắt, Trang đang giao cho mẹ ruột là bà Phùng Kim Thúy, sinh năm 1969, đang đứng bán quầy nước và vé số ở khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc. Tiến hành kiểm tra tại đây, lực lượng công an phát hiện thêm 250 bao thuốc lá hiệu Z và 50 bao thuốc lá hiệu Scott. Qua làm việc, đối tượng Trang khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên của một lơ xe ô tô khách ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với số tiền là 18 triệu 830 ngàn đồng, sau đó vận chuyển về Sa Đéc cho mẹ đứng bán kiếm lời. Thưa quý vị, với vị trí nằm tiếp giáp với biên giới nước bạn, từ lâu An Giang nổi tiếng là điểm trung chuyển hàng lậu, mà đặc biệt là thuốc lá, đường cát hay các mặt hàng điện tử tiêu dùng vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Và hiện đang là thời điểm cuối năm, hoạt động vận chuyển hàng lậu đang diễn ra vô cùng phức tạp. Mới đây, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng từ Bộ Công an, hàng trăm tấn hàng lậu vừa qua khỏi biên giới tại các huyện Châu Đốc, An Phú đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Trước đó, ngày 25 tháng 12, lực lượng chức năng tổ chức mật phục và phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 67C08163 chở 100 bao đường cát loại 50kg mỗi bao. Nhãn mác trên bao bì ghi bằng chữ Thái Lan tại khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trước đó, tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 51C20770 chở hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng và rượu ngoại, mỹ phẩm, thuốc tây nên tiến hành bắt giữ. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng C03 của Bộ Công an đã bắt giữ 70 tấn đường cát và 20 tấn quần áo được nhập lậu tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. 4 đối tượng bị tạm giữ và khởi tố theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, 153 du khách người Việt đi du lịch sang Đài Loan thì có tới 152 người bỏ trốn sau khi nhận phòng khách sạn một tiếng. Sự việc hy hữu có thể nói là chưa từng xảy ra từ trước đến nay, đang gây xôn xao và phần nào là sự phẫn nộ bởi việc làm của những vị khách trên. Đáng nói là sau sự việc, phía Đài Loan đã tuyên bố siết chặt việc cấp visa cho người Việt và thậm chí là có thể tạm thời ngưng hoàn toàn việc cấp visa cho du khách mới từ Việt Nam. Sự việc nghiêm trọng đến mức cơ quan điều tra cấp trung ương của nước bạn phải vào cuộc và đang truy lùng 152 vị khách trên. Rõ ràng, việc làm này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Theo thông tin ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch kỳ nghỉ quốc tế, tên tiếng Anh là International Holidays Trendlin Travel, là đơn vị xin cấp visa nhập cảnh cho đoàn khách trên. Nhìn nhận về vụ việc 152 du khách bỏ trốn tại Đài Loan, nhiều đơn vị lữ hành đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng
không chỉ ảnh hưởng đến các công ty du lịch Việt Nam mà còn làm xấu hình ảnh của khách Việt tại các điểm đến. Nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà khách Việt Nam xin thị thực không chỉ là vào cái thị trường Đài Loan mà còn thị trường tất cả các nước khác mà cần phải xin visa du lịch để mà đi tham quan du lịch tại nước ngoài. Chúng ta phải có cái sự nghiêm khắc đối với những công ty đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Việt Nam và ngành những các cách công ty du lịch của chúng tôi làm ăn trên phương diện là đứng đắn. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục làm việc với phía Đài Loan và các cơ quan liên quan để xác minh các vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hạ cánh nhằm đường băng chưa được khai thác bay từ Hàn Quốc về nhưng phải rẽ sang Trung Quốc vì trục trặc kỹ thuật. Cũng vì lỗi kỹ thuật khi máy bay đang tăng tốc cất cánh nhưng không thể bay lên và phải dừng khẩn cấp để sửa chữa. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, hãng hàng không Vietjet Air đã 3 lần gặp sự cố khiến nhiều người hoang mang. Vụ việc mới nhất xảy ra lúc 6 giờ 15 phút ngày 26 tháng 12. Đại diện Vietjet cho biết cơ trưởng đã quyết định tạm dừng chuyến bay để kiểm tra sau khi phát hiện có cảnh báo kỹ thuật. Cụ thể là máy bay khi đang tăng tốc để cất cánh nhưng lại không thể bay lên, cơ trưởng phải đột ngột giảm tốc độ, hạ đầu máy bay, đưa máy bay về bãi đổ. Sau khi kiểm tra, máy bay đủ điều kiện đưa vào khai thác trở lại, hành khách trên chuyến bay tiếp tục hành trình lúc 9 giờ cùng ngày. Chỉ trong 2 ngày qua, hãng Vietjet đã có 3 sự cố hàng không liên tiếp, trong đó vụ hạ cánh nhầm đường băng ngày 25 tháng 12 tại sân bay Cam Ranh được đánh giá nghiêm trọng. Thưa quý vị, nạn phá hoại nông sản không phải là chuyện hiếm tại các vùng quê. Thế nhưng thời gian gần đây lại gia tăng đáng báo động và không chỉ hoành hành tại các tỉnh miền Tây chúng ta. Mới đây, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã vào vườn cà phê tái canh của gia đình anh Vũ Xuân Hải, thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng, chặt phá hàng trăm cây, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho gia đình. Đây là những gì còn lại sau khi kẻ gian chặt phá hàng trăm gốc cà phê đang kỳ thu hoạch. Quang cảnh tan hoang của nhiều gốc cà phê bị nhổ hoặc chặt ngang gốc, không có khả năng hồi phục. Diện tích cà phê này được gia đình anh Vũ Xuân Hải trồng tái canh năm 2016, đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch vụ đầu tiên. Đây là cà phê em này, em tái canh. Là mình múc đi mình trồng lại thì nó cũng đổ, bỏ ra bao nhiêu công sức vào đây. Mà bây giờ thật sự mà người ta phá như vậy, thật sự nó là một cái tổn thất rất lớn với gia đình. Mà nói chung là với gia đình chỉ mong muốn là cơ quan công an, người ta sớm để điều tra ra, tìm ra những người phá hoại gia đình để cho gia đình yên tâm hơn trong cuộc sống làm ăn. Bước đầu xác định có khoảng 83 cây cà phê 2 năm tuổi bị chặt phá, ước tính thiệt hại lên đến gần 20 triệu đồng, chi tính công chăm sóc, đầu tư. Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình đã trình báo đến cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.